Hello, xin chào mọi người. Hôm nay lại là em và với một cái chuyên mục làm đẹp với Retinol nha mọi người. Đây là Retinol 0.5% và đây là dòng sản phẩm vừa mới ra mắt của hãng MW Skin. Tại sao chúng ta phải sử dụng Retinol? Retinol nó có tác dụng gì thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cận cảnh cũng như là về cách sử dụng của dòng sản phẩm Retinol này nha. Đây là dòng sản phẩm có công dụng dưỡng trắng dưỡng ẩm, giúp làm mờ nám mờ thâm do mụn và giúp se khít lỗ chân lông. Thành phần chính đó là retinol được nhập khẩu từ Thụy Sĩ, có tác dụng là thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, kích thích sản sinh collagen giúp cải thiện cho làn da mụn nám tàn nhang, giúp da của mình tươi trẻ và đầy sức sống hơn. Đây là một cái dòng sản phẩm được nhập khẩu bởi cái nguyên liệu từ Thụy Sĩ. Và mọi người ơi, tại sao chúng ta phải sử dụng retinol? Đối với những chị em nào hay sử dụng những dòng sản phẩm như là tái tạo da, rồi khi mà chúng ta sử dụng tái tạo da thì làm cách nào để da của chúng ta trở nên căng bóng, cấp ẩm và tăng cường cái độ trắng sáng của làn da, se khít lỗ chân lông? Thì mọi người đừng quên game retinol này. Đây là dòng sản phẩm này sẽ giúp cho những chị em nào mà sau khi tái tạo da mà da mình nó đang kiểu như nó mơn mởn ra, nó chưa được là căng bóng, thì mọi người đừng quá lo lắng, đã có em retinol của nhà em Whiskey này rồi. Mọi người, đối với những chị em nào mà đã sử dụng tái tạo da trên da mặt của mình rồi ấy, thì mọi người một tuần sử dụng 2-3 lần cái em retinol này vào mỗi tối trước khi đi ngủ nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp em là khi sử dụng retinol trên da mặt của mình ấy, là mọi người nên đánh lên một lớp mỏng thôi, và sau đó là mình đánh vừa xong là mình tắt điện, một cái bật mình ngủ liền đó. Còn đối với những chị em nào mà chưa hề tái tạo da, cũng như là da của mình dày rồi, da của mình đã tái tạo nhưng mà kiểu không bong chóc, thì mọi người cũng đừng lo lắng nha. Hãy sử dụng em retinol này vào mỗi tối, tức có nghĩa là những làn da tái tạo thì mình sẽ là sử dụng 2-3 lần trên một tuần. Còn đối với những chị em nào mà chưa hề tái tạo, chưa hề kiểu như là thay da, thì mọi người ơi, hãy kiên trì cho em mỗi tối là nhín 1 phút 2 phút mình thoa retinol xong mình ngủ là đảm bảo da mình căng bóng và cực kỳ mướt mịn. Và em retinol này không thể thiếu cho chị em phụ nữ chúng ta để mà có một làn da căng bóng. Xài cái em retinol này là cam kết da của mình nó bóng rạnh luôn, rất là mê luôn nha mọi người, cảm giác căng bóng mịn mướt và giống như mình đang cấp ẩm nè, mình đang bổ sung đầy đủ collagen cho da đó, nhìn da nó tươi trẻ, nó hồng hào cực kỳ luôn. Thì đây là cái dòng sản phẩm retinol của nhà MW Skin đang rất là hot, và hiện tại cái đơn hàng của retinol này cũng khá là nhiều. Đối với những chị em nào muốn inbox cho em để mà mua cái em retinol này thì hãy liên hệ cho em, và em cam kết khẳng định với tất cả các anh chị em đang xem video của bên em là hàng của em chất lượng chính hãng 100%, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và đây là một cái dòng sản phẩm retinol rất là hot trên thị trường, và em nghĩ đây là một cái dòng sản phẩm sẽ thay đổi làn da, sẽ giúp da đẹp của mình càng ngày càng tươi trẻ đẹp hơn, căng bóng hơn, xịn sò hơn, và đặc biệt là quyến rũ trẻ trung hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay, và hãy nhanh tay liên hệ số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là 0773 39 279, hoặc là 0933 766 739, hoặc là 0355 838 057, hoặc là 0933 766 739 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và xin chúc tất cả các anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và luôn luôn phát tài nha. Bye bye.